Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tầm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu? Luyện tập trang 17. Chúng mình hãy mở sách giáo khoa toán trang 17. Chúng mình cùng nhau làm các bài tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu chúng mình điền số. Các em hãy quan sát lên màn hình. Đây là băng giấy màu đỏ, đây là băng giấy màu vàng và đây là băng giấy màu xanh. Băng giấy màu đỏ có độ dài là 7 cm. Băng giấy màu vàng có độ dài là 4 cm. Băng giấy màu xanh có độ dài là 6 cm. Các em hãy quan sát bài mẫu. Băng giấy màu vàng ngắn hơn băng giấy màu xanh mấy cm? Vậy để biết băng giấy màu vàng ngắn hơn băng giấy màu xanh mấy cm thì chúng mình sẽ lấy số băng giấy màu xanh là 6 cm, trừ đi số băng giấy màu vàng là 4 cm thì chúng mình sẽ tìm được ra số băng giấy màu vàng ngắn hơn số băng giấy màu xanh đấy. Chúng mình sẽ viết được phép tính như sau: 6 cm trừ 4 cm bằng 2 cm. Tương tự như vậy, bài tập ý A yêu cầu chúng mình như sau: băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng mấy cm? Chúng mình hãy quan sát băng giấy màu đỏ là 7 cm, băng giấy màu vàng là 4 cm. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tìm được xem băng giấy đỏ dài hơn băng giấy vàng mấy cm? Các em ạ, chúng mình sẽ lấy số đo độ dài là 7 cm của băng giấy màu đỏ, trừ đi số cm của băng giấy màu vàng, đó là 7 cm, trừ 4 cm thì bằng 3 cm đấy. Vậy số cần điền ở đây là 3 cm. Chúng ta đã tìm được ra số băng giấy màu đỏ dài hơn số băng giấy màu vàng là 3 cm đấy. Tiếp tục ý B, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ mấy cm? Để biết được băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ mấy cm, chúng mình sẽ lấy băng giấy màu đỏ là 7 cm, trừ đi số băng giấy màu xanh đó là 6 cm, thì chúng mình tìm ra được kết quả là 1 cm, đó là số cm mà băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ đấy. Như vậy cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1 rồi đấy. Các em lưu ý, đối với phép tính có đơn vị cùng đơn vị là đo độ dài thì chúng mình phải viết đơn vị đo độ dài đi kèm các em nhé. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Ý A, bút nào ngắn nhất? Các em hãy quan sát lên màn hình. Đây là hình ảnh 3 chiếc bút. Chiếc bút đầu tiên là chiếc bút chì, có độ dài là 25 cm. Chiếc bút mực có độ dài là 20 cm. Chiếc bút màu, đây là chiếc bút sáp màu, có độ dài 10 cm. Vậy chúng mình hãy trả lời cho cô câu hỏi, bút nào ngắn nhất? Trong 3 loại bút này thì bút sáp màu là ngắn nhất đấy các em, vì bút sáp màu có độ dài là 10 cm. Tiếp tục chúng mình quan sát câu B. Câu B cũng yêu cầu chúng mình điền số vào ô trống còn thiếu. Các em hãy quan sát nhé. Bút chì dài hơn bút mực bao nhiêu cm? Để biết được bút chì dài hơn bút mực bao nhiêu cm, chúng mình sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lấy số đơn vị đo độ dài của chiếc bút chì là 25 cm. Chúng mình trừ đi số bút mực là 20 cm. Vậy 25 cm trừ 20 cm thì chúng mình sẽ bằng bao nhiêu cm? Chúng mình sẽ bằng 5 cm đấy. Vậy đó chính là số bút chì dài hơn số bút mực là 5 cm đấy. Chúng mình điền số 5 vào ô trống nhé. Ý thứ hai, bút sáp ngắn hơn bút chì bao nhiêu cm? Đây là hình ảnh bút sáp màu là 10 cm.
bút chì là 25 cm. Vậy muốn biết bút sáp màu ngắn hơn bao nhiêu cm thì chúng mình sẽ lấy độ dài của chiếc bút chì là 25 trừ đi độ dài của bút sáp là 10. 25 trừ 10 thì chúng mình sẽ tìm được kết quả đó là 15 cm đấy. Vậy bút sáp ngắn hơn bút chì 15 cm. Như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau làm xong bài tập số 2 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Ba bạn robot rủ nhau đo chiều cao. Các em hãy quan sát hình ảnh ba bạn robot nhé. Bạn robot màu đỏ, bạn robot màu xanh nước biển và bạn robot màu xanh lá cây có tên là bạn robot A, bạn robot B và bạn robot C đều cùng đứng ở trên một chiếc cân đo. Đây là đo chiều cao. Các bạn quan sát, đây là hình ảnh mà các bạn đo được chiều cao của mình và số đơn vị đo chiều cao của các bạn đã được hiện ở phía trên đầu. Bạn robot A có chiều cao là 56 cm. Bạn robot B có chiều cao là 54 cm. Bạn robot C có chiều cao là 59 cm. Vậy các em hãy cho cô biết, trong ba bạn robot này thì bạn robot nào là cao nhất? À các em ạ, trong ba bạn robot này thì bạn robot C là bạn robot cao nhất đó, vì bạn có chiều cao là 59 cm. Chúng mình sẽ trả lời đó là robot C. Tiếp tục ý B, yêu cầu chúng mình điền số. Robot A cao hơn robot B bao nhiêu cm? Để biết được robot A cao hơn robot B bao nhiêu cm thì chúng mình sẽ làm như sau. Robot A là 56 cm. Chúng mình sẽ trừ đi robot B là 54 cm. 56 trừ 54 thì chúng mình tìm được kết quả đó là 2 cm. Vậy chúng mình trả lời robot A cao hơn robot B 2 cm. Tiếp tục, robot B thấp hơn robot C bao nhiêu cm? Đây là hình ảnh robot B, đây là hình ảnh robot C. Muốn biết robot B thấp hơn bao nhiêu, hơn robot C bao nhiêu thì chúng mình sẽ lấy chiều cao của robot C là 59 trừ đi chiều cao của robot B là 54. 59 trừ 54 thì chúng mình sẽ tìm được ra kết quả đó là 5 cm. Chúng mình trả lời được câu hỏi là robot B thấp hơn robot C 5 cm. Như vậy cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau làm bài tập số 4 nhé. Các em nghe cô đọc yêu cầu của bài tập số 4. Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây. Chúng mình quan sát hình bên cạnh. Đây là bạn Mai, còn đây là bạn Nam. Chúng mình cho cô biết bạn Nam gấp được bao nhiêu chiếc thuyền? À, chúng mình thấy bạn Nam gấp được 6 chiếc thuyền đấy. Chúng mình cùng đếm lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bạn Nam gấp được 6 chiếc thuyền. Vậy bạn Mai gấp được mấy chiếc thuyền? À, bạn Mai gấp được 8 chiếc thuyền đấy. Chúng mình cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy bạn Mai gấp được 8 chiếc thuyền. Vậy bây giờ chúng mình sẽ quan sát yêu cầu thứ nhất. Mai gấp được hơn Nam mấy cái thuyền? Muốn biết bạn Mai gấp được hơn bạn Nam mấy cái thuyền, chúng mình sẽ làm như thế nào? À các em ạ, chúng mình sẽ lấy số cái thuyền của bạn Mai trừ đi số cái thuyền của bạn Nam thì sẽ ra số cái thuyền của bạn Mai gấp được hơn bạn Nam đấy. Chúng mình trình bày câu lời giải như sau. Số thuyền Mai gấp được hơn Nam là 8 trừ 6 bằng 2, mở ngoặc cái thuyền, đóng ngoặc. Đáp số 2.2 cái thuyền. Như vậy chúng mình đã biết bạn Mai gấp được hơn bạn Nam 2 cái thuyền đấy. Câu B, Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền?
Vậy muốn biết bạn Nam gấp kém bạn Mai mấy cái thuyền, chúng mình cũng làm như sau. Lấy số thuyền của bạn Mai trừ đi số thuyền của bạn Nam sẽ tìm được ra số cái thuyền mà bạn Nam gấp kém bạn Mai đấy. Câu lời giải như sau. Số thuyền Nam gấp được kém Mai là 8 trừ 6 bằng 2 cái thuyền. Đáp số 2 chấm cái thuyền. Như vậy bạn Nam gấp kém bạn Mai 2 cái thuyền. Bạn Mai gấp hơn bạn Nam 2 cái thuyền. Như vậy bài 4 đã giúp chúng mình củng cố về nhiều hơn và kém nhau bao nhiêu lần đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.